dù đã bước sang tuổi 96, nhưng hàng ngày, cụ bà Lê Thi vẫn cặm cụi với chiếc máy tính lên mạng Internet tham khảo tin tức và nghe nhạc ca trù. Bàn tay chưa hề run, mắt vẫn tinh. Ấy thế mà cụ đã hoàn thành cuốn hồi ký viết về chính cuộc đời mình và sự thay đổi của xứ Thanh từ trước cách mạng tháng 8 đến năm 1954. Cuốn hồi ký mang tên Ngược Dòng, dài hơn 600 trang, do nhà xuất bản Lao Động ấn hành vào năm 2009. Cụ cũng lập một địa chỉ email bacongsala@gmail.com để tiện liên lạc với bạn hữu và con cháu. Một mặt là cái tình, là cái sự đam mê yêu thích nghệ thuật. Mà cái thứ hai nữa là phải có cái khả năng để mà biểu hiện được cái sự ham mê yêu thích ấy. Ngoài niềm đam mê văn chương, cụ còn có khả năng vẽ tranh với những đường nét không khác gì một họa sĩ thực thụ. Hàng ngày, cụ vẫn lên mạng Internet để nhìn ngắm những tác phẩm của danh họa mà mình yêu thích, Lê Vi Tăng. Vì niềm đam mê ấy, năm 1997, cụ đã cầm cọ học vẽ tranh và cho ra đời hơn 2.000 bức tranh trên chất liệu sơn dầu. Giữ gìn được cái nét vẽ cho đến bây giờ là nó phải trải qua bao nhiêu là những cái sự dằn vặt, bao nhiêu là cái sự gian lao, nhào lên lộn xuống. Thế nhưng mà cái tình yêu hội họa, tình yêu văn chương, nghệ thuật là tôi không rời bỏ. Cụ vẽ tất cả những gì còn nhớ trong quãng đời đã trải qua, từ phong cảnh, con người, chất đồng quê mộc mạc, những điều giản dị của cuộc sống đều được cụ Thi tái hiện lại một cách sống động.